Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sau 78 năm mang mặt nạ đầy tớ, giờ đảng lột mặt nạ, lòi mặt chuột. Cụm từ cán bộ là đầy tớ của nhân dân, bóng Hồ Chí Minh bày ra là câu chuyện mị dân chờ chẽn bậc nhất. Nó ra đời khi Đảng Cộng sản nắm quyền cai trị. Để biết cán bộ có phải là đầy tớ của nhân dân hay không thì cứ đến cơ quan công quyền làm giấy tờ thì sẽ rõ. Chưa có một quốc gia nào mà phép vua lại một đường lệ làng một nẻo, thi nhau hành hạ người dân như xứ sở này, xứ sở tự xưng là thiên đường xã hội chủ nghĩa. Câu mị dân chờ chẽn này vẫn cứ được tuyên giáo hô hào suốt 78 năm qua. Tham thì thường gắn liền với ác, con người cũng thế mà đảng chính trị cũng như thế. Ít có nơi nào trên thế giới mà quyền con người bị xem thường như ở Việt Nam, và cũng có ít nơi nào mà tình trạng quan tham nhiều như ở Việt Nam. Khi đảng tham thì đảng cần bộ máy công an khổng lồ để mà trị dân. Khi quan chức ăn cắp, ăn cướp của dân tràn lan thì bộ máy công an khổng lồ sẽ giữ cho dân ngoan ngoãn chịu đựng. Đã là nhà nước công an trị thì ắt nhà nước đó rất ác với dân. Khốn khổ cho dân Việt Nam là Đảng Cộng sản đối xử với dân chẳng khác nào con vật. Họ vét hết công sức làm lụng của người dân để mà nuôi đảng, nuôi quan, nuôi công an, quân đội. Dân bất bình thì họ dùng cái roi công an trị quất cho thật đau để dân câm mồm. Người dân Việt Nam đang sống dưới bàn tay cai trị của người Việt Nam mà kinh khủng không thua gì thực dân. Đảng Cộng sản được ví như con quái vật trăm tay, tay bóc lột, tay bịt miệng, tay cầm roi quất vào dân, vân vân. Nhưng mồm thì đảng nói đạo lý, chẳng phải là suốt hơn 7 thập kỷ qua, đảng luôn ra giả cụm từ cán bộ là đầy tớ của nhân dân hay sao? Chẳng phải mồm đảng vẫn cứ ra giả nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân hay sao? Và chẳng phải đảng cũng ra giả đủ loại đạo đức, nào là đạo đức cách mạng, nào là đạo đức Hồ Chí Minh đấy hay sao? Nhưng thử hỏi có quan chức nào có đạo đức đâu? Bỏ mặt nạ đầy tớ, đảng lòi ra mặt chuột. Đạo đức của người Cộng sản có chăng chỉ là đạo đức giả? Có đảng viên nào sống liêm chính đâu? Lương thì ba cọc ba đồng, nhưng để vào được bộ máy nhà nước thì phải chạy hàng trăm triệu cho những chiếc ghế nhân viên quèn, chạy hàng tỷ cho những chiếc ghế có thể moi tiền dân hoặc tiền của nhà nước, còn chạy hàng triệu đô cho những chiếc ghế có chút danh. Chẳng phải là cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga đã chạy đến 30 tỷ đồng cho chiếc ghế đại biểu Quốc hội, mà vào đó chỉ biết gật thôi sao? Vậy thì những ghế quyền lực hơn như ghế bộ trưởng thì chạy hết bao nhiêu? Với bản chất có quyền là moi tiền làm giàu, nên quan chức nếu không phải là kẻ trộm thì cũng là kẻ cướp. Thử hỏi, có quan chức nào nghèo đâu? Đến tổ trưởng, tổ dân phố còn tìm cách gặm nhấm thì quan phường xã có nhà lầu, ô tô là chuyện không hề lạ lẫm. Mặc dù lương của quan chức chỉ đủ tiền xăng cho xe, thậm chí không đủ tiền bảo trì và sửa chữa. Với cách hành xử, hễ có chút quyền là tỏ ra cửa quyền, thích hành hạ người dân thì mới gọi là oai. Thì đấy không phải là đầy tớ gì cả, mà là kẻ hành dân. Sự hạch sách người dân phổ biến đến nỗi, trong dân gian người ta hay cải từ hành chính thành cụm từ hành là chính, để mô tả một cách chua chát cái thói muốn làm cha làm mẹ dân của thành phần có quyền. Những ông đầy tớ ra đòn với những ông chủ, dù những ông chủ chỉ là học sinh tuổi mới lớn. Vào ngày 13 tháng 12, tờ báo Tiền Phong có bài viết "Lãnh đạo như cha như mẹ, anh em dựa vào mà yếu thì cũng ngã luôn". Lâu nay đảng đeo mặt nạ đầy tớ của nhân dân thì giờ đây họ không cần đeo nữa. Tháo mặt nạ ra thì tất nhiên họ lòi ra mặt chuột, với bản chất là thích làm cha làm mẹ nhân dân. Đó là sự thật, suốt hơn 7 thập kỷ qua, Đảng Cộng sản cũng nên đánh bài ngửa với dân, hay gọi dân là dân đen, hay là bọn thảo khấu luôn, cho đúng với bản chất. Đeo mặt nạ hoài làm gì, dân biết hết cả rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Thời báo.de với bản tin "Sau 78 năm mang mặt nạ đầy tớ, giờ đảng lột mặt nạ, lòi mặt chuột". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin "Thủ tướng cao tay cho Quảng Ninh dìm Đinh Văn Nơi
tránh hậu hoạn. Mục đích của ông Tô Lâm đưa Đinh Minh Nơi về Quảng Ninh là để hỗ trợ Bộ Công an dọn sạch tàn dư hoặc khoan thủng của những vết tích của ông Đương Kim Thủ tướng tại Quảng Ninh. Điều này thể hiện quá rõ ràng, ông Nơi về Quảng Ninh trước hết là hỗ trợ Bộ Công an đánh vào vụ án IC tại Quảng Ninh. Tuy nhiên cho đến nay ông Nơi cũng chẳng giúp ích được gì cho Tô Lâm cả. Cựu Chánh Văn phòng Bí thư Phạm Minh Chính được tín nhiệm cao 100%. Theo giới thạo tin cho biết, bàn tay của Phạm Minh Chính còn in dấu rất đậm tại địa phương này. Việc đánh vào bộ máy chính quyền Quảng Ninh là việc của ông Nguyễn Phú Trọng, chứ ông Đinh Văn Nơi không đủ tầm. Sau hơn một năm đến Quảng Ninh, ông Nơi cho bắt cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và đưa quân đến Cát Hải, Hải Phòng để bắt chi cục trưởng chi cục thuế nơi đây, tạo được nhiều tiếng vang. Tuy nhiên, đối với cựu quan chức tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là những người từng làm việc dưới trướng ông Phạm Minh Chính, thời ông làm bí thư tỉnh này là nhiệm vụ quá tầm đối với Đinh Văn Nơi. Phạm Minh Chính và Tô Lâm là hai đồng môn, từng lên quân hàm một lượt, từng nắm chức Thứ trưởng Bộ Công an một lượt. Hai nhân vật này ganh đua rất gay gắt trong thời gian còn đứng chung trong Bộ Công an. Tuy nhiên, sau khi ông Phạm Minh Chính được về điều về Quảng Ninh làm bí thư tỉnh ủy, thì ông Chính đã vượt lên hơn hẳn so với Tô Lâm. Hiện nay, Phạm Minh Chính là sếp của Tô Lâm trong chính phủ và cũng là nhân vật sếp cao hơn Tô Lâm trong Bộ Chính trị. Tô Lâm thì đầu quân cho phe ông Tổng Bí Thư, còn Phạm Minh Chính đứng riêng một trụ, cạnh tranh quyền lực với phe ông Tổng. Đinh Văn Nơi đang bị dìm tại Quảng Ninh. Vào hồi tháng 9 vừa qua, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã cho ông Trần Cẩm Tú ra tay kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh hai nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, ông Trọng chỉ kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 mà tránh né nhiệm kỳ 2011-2016. Được biết, người đứng đầu Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 là ông Phạm Minh Chính, Đương Kim Thủ tướng bây giờ. Việc ông Trọng ra tay với giản lãnh đạo tỉnh ông Phạm Minh Chính nhưng lại nhẹ tay tránh né kỷ luật ông Chính cho thấy dấu ấn Phạm Minh Chính tại mảnh đất này còn rất mạnh. Đến vua còn phải tránh né thì trách nhiệm khoan vào giản lãnh đạo tỉnh thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư đối với ông Đinh Văn Nơi là quá tầm. Tuy nhiên, với cách lấy phang được là phang như ông Nơi thì giản lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh không ưa ông, và chuyện ông Nơi bị thất sủng tại vùng đất này không có gì là khó hiểu. Khi bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào ngày 7 tháng 12 vừa qua, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và ông Cao Tường Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đạt 61/61, tức là tỷ lệ 100% phiếu tín nhiệm cao. Được biết, ông Nguyễn Xuân Ký là Chánh Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư. Hầu hết vị trí chính văn phòng của tất cả các cơ quan đều là người được ông sếp rất tin tưởng, bởi ở vị trí này không chỉ là phụ tá đắc lực mà còn là tay hòm chìa khóa cho ông sếp. Còn ông Cao Tường Huy là bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bình Liêu. Ông Huy từng được bí thư Phạm Minh Chính tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn đại biểu huyện của mình cùng huyện Can Lộc, Lộc Bình sang thăm và làm việc tại huyện Ninh Minh thuộc thành phố cấp địa phương Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức ảnh hưởng của ông Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh được cho rằng còn rất lớn. Có 3 người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất gồm Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Văn hóa Thể thao và bà Bùi Thị Hương, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cả 3 người cùng có 8/61 phiếu tín nhiệm thấp. Như vậy là tàn dư Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh đang được tín nhiệm tuyệt đối. Còn người được xem là thẳng tính, không sợ quyền uy, Đinh Văn Nơi thì lại bị mất tín nhiệm trong đảng. Xem ra muốn hạ chính quyền tại Quảng Ninh, đặc biệt là nhằm ông Phạm Minh Chính, không phải là chuyện dễ dàng đối với ông Tổng và ông Tô vào lúc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thủ tướng cao tay cho Quảng Ninh dìm Đinh Văn Nơi tránh hậu hoạn.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.